Việt Nam là đội duy nhất làm được điều này trong 8 đội vào vòng tứ kết ASEAN Cup năm 2019. Việt Nam nằm trong nhóm 4 đội giành vé vớt vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, sau lượt trận vòng 1 trên 8, duy nhất các học trò của ông Park có thể đi tiếp vào vòng tứ kết. Đội tuyển của Việt Nam bị đánh giá khá thấp so với Jordani trước trận đấu ở vòng knockout đầu tiên Thực tế thì các cầu thủ của chúng ta thi đấu có phần lép vế trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và thậm chí là còn bị dẫn trước. Tuy nhiên thì sau màn gỡ hòa 1-1 của Công Phượng, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khởi sắc và kết thúc trận đấu bằng tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu. Màn ngược dòng ngoạn mục của thầy trò ông huấn luyện viên Park Hang Seo tưởng chừng là sẽ tiếp thêm tinh thần cho những người anh em cùng đứng thứ ba của vòng bảng. Thế nhưng, kết quả lại có phần thật đáng buồn. Ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Jordani, Oman, đội xếp thứ ba bảng F, có cuộc đụng độ với Iran. Không ngoài dự đoán, đội bóng Trung Đông đã bị Iran hạ gục với tỷ số 2-0. Trong trận đấu này, Oman đã bỏ lỡ một quả penalty ngay từ những phút đầu tiên. Nếu như cơ hội đó trở thành bàn thắng, có lẽ là người anh em Oman đã có một cơ hội làm nên điều kỳ diệu giống như là Việt Nam. Tiếp đến là Kyrgyzstan, xếp thứ ba của bảng C. Dù đã tạo ra một màn sượt đuổi ngoạn mục suốt hơn 100 phút, nhưng cuối cùng thì thầy trò của huấn luyện viên Alexander Kikisnin vẫn phải dừng bước trước chủ nhà UAE. Hai lần bị dẫn trước là hai lần mà họ vùng lên gỡ hòa. Tuy nhiên, bàn thắng của Kali ở phút thứ 102 trên sân chấm phạt đền đã chấm dứt hy vọng của họ. Đại diện cuối cùng cho nhóm xếp thứ ba là Bahrain cũng vừa bước vào trận đấu một mất một còn gặp đại diện Hàn Quốc. Thật khó để kỳ vọng họ sẽ tạo nên cơn địa chấn nào trước một đối thủ từng quật ngã cả đội tuyển Đức ở World Cup năm 2018. Dù sao, kết quả 2-1 cũng là thành tích rất đáng khen ngợi với Bahrain. Tuyển Việt Nam vào tứ kết ASEAN Cup năm 2019. Tranh cãi về thế hệ xuất sắc nhất chấm dứt ở đây. Với thành tích lọt vào tứ kết ASEAN Cup năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo nghiễm nhiên trở thành thế hệ xuất sắc nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, đoàn quân ấy đã chinh phục mọi cột mốc. Đội tuyển của Việt Nam tái lập thành tích ở giải đấu năm 2007 khi lọt vào vòng tứ kết ASEAN Cup năm 2019. Sau hai lần tham dự, đội tuyển Việt Nam đều vào đến vòng thi đấu này. Tuy nhiên, thế hệ hiện tại gây ấn tượng hơn khi phải vượt qua vòng loại mới góp mặt ở vòng bảng và thi đấu thêm một trận ở vòng 1 trên 8. Trong khi đó, thế hệ năm 2007 được đặt cách vào thẳng vòng chung kết so là một trong bốn nước chủ nhà. Giải đấu năm đó cũng chỉ có 16 đội, nên tứ kết là vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Những vân vân về việc thế hệ vàng năm 2008 hay là thế hệ vàng năm 2018 mới là tập thể xuất sắc hơn cũng chính thức chấm dứt từ đây. Tứ kết ASEAN Cup là một cột mốc cuối cùng mà thế hệ của Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Quang Hải cần chinh phục để săn bằng thành tích của các bậc tiền bối. Trước đó thì họ đã giúp cho bóng đá Việt Nam có lần thứ hai lên ngôi vô địch tại AFF Cup. Phần lớn những cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam còn chinh phục được những cột mốc lớn lao khác như là huy chương bạc U23 châu Á hạng tư Azad năm 2018 hay là thế hệ năm 1997 dẫn đầu là Quang Hải cũng trở thành lứa đầu tiên giúp cho bóng đá của Việt Nam có mặt tại sân chơi World Cup dành cho đội tuyển U23 vào năm 2017. Những gì mà đàn anh làm được, thế hệ dưới bàn tay rèn rũa của huấn luyện viên Park Han Seo cũng đều làm được, thậm chí là còn làm được nhiều hơn. Trước ASEAN Cup năm 2019, cựu trung vệ Vũ Như Thành, đại diện tiêu biểu cho thế hệ vàng năm 2008, đã đưa ra thách thức, kỳ vọng lứa đàn em sẽ lọt vào tứ kết để sánh ngang thành tích với các bậc tiền bối. Xa hơn, sau vòng chung kết UE3 châu Á năm 2018, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã đưa ra thừa nhận lứa U23 này xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Xét trên bình diện Đông Nam Á, Việt Nam đang sở hữu những thành tích ấn tượng nhất khu vực trong kỷ nguyên bóng đá hiện tại. Ba năm trở lại đây, Việt Nam mới là quốc gia làm dạng danh bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá châu lục và thế giới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn còn mục tiêu trước mắt cùng với đội tuyển Việt Nam tại tứ kết ASEAN Cup năm 2019 với đối thủ Nhật Bản vào ngày 24 tháng 1. Đến cuối năm, Huy chương vàng SEA Games 2019 chính là đỉnh cao tiếp theo mà huấn luyện viên Park Hang Seo, Quang Hải, Văn Hậu và đỉnh trọng cát cao sưu tập danh hiệu lớn còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Nếu như điều đó thành hiện thực, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng với lứa hiện tại của bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ còn vươn lên trở thành thế hệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam sẽ chờ vào khoảnh khắc kỳ diệu để thắng Nhật Bản. Nhận định trước thềm trận tứ kết bình luận viên Quang Huy đã khẳng định tuyển Nhật Bản vượt trội hơn Việt Nam về mọi mặt. Vì thế, chúng ta sẽ phải chờ vào những khoảnh khắc thần kỳ. Trước khi đối đầu với đội tuyển Jordani ở vòng 1 trên 8, giới chuyên môn đã nhận định cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu tại ASEAN Cup năm 2019. Dẫu vậy thì 90 phút trên sân Omatum diễn ra theo kịch bản rất khác khi mà đội tuyển Việt Nam lấn lướt đối thủ ở phần lớn thời gian. Những ngôi sao vàng đã thắng Jordani trên chấm luân lưu Xong, đó là kết quả xứng đáng. Anh sẽ về, nhưng không phải là ngày hôm nay, là cụm từ mà Đặng Văn Lâm và các đồng đội phấn kích chia sẻ trên mạng xã hội. Hành trình của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục bằng cuộc chậm trán Nhật Bản ở tứ kết. So với Jordani, tuyển Nhật Bản là thử thách khó nhằn hơn. Chờ sự khác biệt từ đôi chân công phượng, quang hải. Ở ASEAN Cup năm 2019, huấn luyện viên Moridasu Hajime đã mang đến UAE lực lượng được chế hóa. Những tên tuổi lớn của bóng đá châu Á trong 10 năm qua như là Shinji Kagawa, Shinji Oyakaji hay là Kesuke Honda đã không góp mặt vì lý do khác nhau, còn Takashi Inui thì lên tuyển rơi chót. Chỉ có Yuto Nagatomo và Maya Toshida là hai cựu binh còn sót lại. Bình luận viên Quang Huy mở đầu cuộc trò chuyện với Zing.vn So với những giải đấu lớn trước đây, lực lượng tuyển Nhật Bản ở ASEAN Cup năm 2019 không mạnh bằng huấn luyện viên Hajime chủ động tạo điều kiện cho các cầu thủ mới để hy vọng đưa nền bóng đá của Nhật Bản vươn tầm trong tương lai. Anh tiếp lời, thực tế thì ASEAN Cup năm 2019, tuyển Nhật Bản đã không cho thấy sức mạnh quá vượt trội. Họ chật vật thắng Turkmenistan, Uzbekistan tại vòng bảng và hạ Saudi Arabia theo kiểu cố thủ chịu trận khi có lợi thế dẫn trước. Nhưng ở trận đấu tới, phải thẳng thắn nói rằng giữa Việt Nam và Nhật Bản còn khoảng cách rất xa nên cơ hội cho chúng ta không nhiều. Dưới góc nhìn của bình luận viên Quang Huy, tuyển Nhật Bản tại ASEAN Cup năm 2019 không khác biệt nhiều về lối chơi so với thế hệ trước. Samurai xanh quy tụ những cầu thủ kỹ thuật và bền bỉ. Với chiều cao trung bình là 1m79, thể chất của tuyển Nhật Bản chưa thể nâng lên đáng kể. Tuyển Nhật Bản không có Yoshinori Muto ở trận tới vì án treo giò, song điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều. Sẽ không có chuyện tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận như gặp Jordani, hàng tiền vệ của Nhật Bản vượt trội chúng ta về kỹ thuật, tư duy và thể lực. Chính vì thế, người Nhật sẽ làm chủ cuộc chơi và đầy đội hình của Việt Nam co cụm bên sân nhà. Chúng ta cần bảo vệ mảnh lưới trước tiên, sau đó là phản kích từ những thời cơ nhỏ nhất. Bình luận viên Quang Huy phân tích. Khi kiểm soát bóng quá ít, tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian tổ chức tấn công. Vì vậy, học trò của thầy huấn luyện viên Park Hanser sẽ phải tạo ra những khoảnh khắc thực sự bùng nổ để tìm được mảnh lưới của đối phương. Tôi mong chờ vào Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải, vì cả hai đang có phong độ rất cao. Bình luận viên Quang Huy kỳ vọng. Đội hình Samurai Xanh đang sở hữu cặp trung vệ cao to Maradoshida 1m89 và Takehiro Tomirasu 1m88. Cả hai mạnh về tranh chấp và công chiến, song thì lại có điểm yếu về xoay sở và tốc độ không tốt. Bình luận viên Quang Huy cho biết, tuyển Việt Nam cần nhiều đường truyền táo bạo như là quả treo bóng của Nguyễn Trọng Hoàng cho công phượng ở trận gặp Sodani bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh. Với đội tuyển Việt Nam, việc vào đến tứ kết ASEAN Cup năm 2019 chính là điều khó tin. Đừng vì trận thắng tuyệt vời trước Jordani mà quên mất, chúng ta vẫn là đội bóng trẻ nhất dài. Từ cầu thủ đến ban huấn luyện, đang có lần đầu hít thở bầu không khí ở sân chơi lớn nhất châu Á. Tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn học hỏi để hoàn thiện bản thân. Vì vậy, việc chạm mặt đội tuyển đẳng cấp nhất châu Á như là Nhật Bản là một cơ hội tuyệt vời. Người Nhật cũng không mạo hiểm mang đội hình ở đội tuổi U23 dự ASEAN Cup năm 2019. Nên chúng ta hãy tự hào vì thầy bác và học trò. Bình luận viên Quang Huy nhắn nhủ. Còn nhớ ở chiến dịch ASEAN năm 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam từng đụng độ với Nhật Bản ở vòng bảng. Kết quả là thầy trò của huấn luyện viên Park Hang Seo bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử một đội tuyển của Việt Nam có dịp ca khúc khải hoàn mỗi khi chạm trán Nhật Bản đội bóng được ví như là ông kẹ của châu Á. Bình luận viên Quang Huy bày tỏ, những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang tạo nên tiếng vang lớn ở châu Lục. Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở tứ kết ASEAN Cup năm 2019 chính là cơ hội tuyệt vời để những quang hải, công phượng hay là đoàn văn hậu chứng tỏ khả năng cho các nhà tiền trạch nhiều khả năng sẽ quan sát trên khán đài. Anh tin tưởng, dù thắng hay là thất bại, bóng đá của Việt Nam sẽ nhận được nhiều thứ sau trận đấu này. Trước giờ bóng lăn, bình luận viên kỳ cựu lên tiếng, cảnh báo thầy bác và các học trò về tình trạng phạm lỗi trước vòng 16m50. Theo như bình luận viên Quang Huy, mỗi quả sút phạt trước vòng 16m50 đều rất nguy hiểm với đội tuyển Việt Nam, bởi hàng rào chắn bất lợi về chiều cao và Đặng Văn Lâm thì đang bị tâm lý. Sáu trận đấu gần nhất tại AFF Cup năm 2018 và ASEAN Cup năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã đầy thùng lưới 3 bàn từ những quả sút phạt và đó là điều đáng báo động. Samurai xanh đang sở hữu nhiều chân xuất phạt đáng gờm ở cả hai góc trái và phải. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần hạn chế phạm lỗi trước vòng 16m50. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, ngày 24 tháng 1. Lần thứ hai trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đặt chân tới vòng tứ kết ASEAN Cup.